cúng kiến như thế nào? Cúng chư Phật, cúng ông bà ngày rằm mùng 2/16, cúng vong thần tài thổ địa hay là cúng ông táo? Cúng nhập trạch, cúng khai trương, tất thảy đều có ý nghĩa riêng. Chỉ cần chư vị hiểu việc cung dưỡng này như thế nào, cúng cho ai, ở đâu, khi nào, lời khấn thế nào là hợp tình. Nhưng nhất định phải có tâm thành, tâm thành thì việc sẽ ứng, xính lễ như thế nào tùy tâm gia chủ. Cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi, cung cấp cho tâm, cho thế giới bên kia. Phật nói trong kinh về không gian đa duy thứ, thiền định có thể đột phá không gian duy thứ, tức những cảnh giới ở chiều không gian khác nhau. Ngày nay, lý luận đa không gian đã được khoa học thừa nhận. Ngay cả trong đầu sách của tiến sĩ Michael Newton có nhắc đến khi trở về với thế giới linh hồn, đều có những thứ bậc khác nhau, bậc cao nhất ở cấp 5 hoặc cấp 6 hầu như rất khó tiếp cận. Vì vậy, mỗi chiều không gian có những cấp quản lý theo thứ bậc. Cõi ta sống là không gian 3 chiều, có chính quyền, có cấp cao, cấp thấp, có cả những dân thường. Chư Phật, chư Thiên được xem là các vị thần cấp cao. Thiên Bộ Thần là chư Phật, chư Thiên. Thiên Binh, Thiên Tướng, Thổ Thần, Thổ Địa, Địa Chủ Thần là những vị thần cai quản ở một vùng. Những vong linh chưa siêu thoát còn ở cõi trần, tất thảy họ đều có một chiều không gian khác nhau. Chư vị hiểu và tin vào điều này sẽ cúng kiến phù hợp, không mê tín, giảm đi sát sanh, cúng ít được nhiều, sống thiện tâm thành, kính người, kính thiên địa quỷ thần sẽ được gia hộ, đó chính là phước báo tự vung bồi. Dù là chuyện tâm linh hay tình cảm, người đã không tin có nói thế nào họ cũng không tin. Dù Phật Bồ Tát có thị hiện cũng không thể thay đổi, không nên cố thay đổi họ. Giả dụ bạn bảo một đứa trẻ, con đừng ăn, món này có ớt cay lắm. Chúng bản tính bản nghi, đến khi chúng chính thức dùng món ấy mới cảm được. Vì vậy có những việc người chưa trải qua lại quá tin vào sáu thức của mình, hoàn toàn không tin vào lẽ tự nhiên, không nên cố thay đổi quan điểm của họ. Có những sự việc khi trải qua mới cảm nhận được, ví dụ như mới để đây mà đâu mất tiêu rồi, tìm hoài chẳng thấy vật mình mới để, phải một lúc lâu sau mới phát hiện ra nó ngay trước mặt. Hiện tượng này người xưa vẫn bảo là ma che mắt. Các anh chị làm ăn buôn bán có cúng kiến, những hôm bài đồ ra cúng sau đó có khách ngay, thầm nghĩ không tin không được. Sự việc này là do đâu? Có phải do được trả ơn? Người không tin bảo là mê tín, nhưng họ hoàn toàn không hiểu cảm giác người từng trải qua. Với những người quá tin vào khoa học lại có luận điểm thấy mới tin. Cái thấy bằng mắt là cái thấy phàm phu, qua một bức màn là không thể thấy, xa hơn một tí chẳng thể nghe được. Khoa học ngày nay có thể mang lại cho con người sự tiện nghi, rất nhiều tiện nghi công nghệ hiện đại. Sự hiện đại về vật chất nhưng hoàn toàn không thể lý giải nhiều sự việc của tự nhiên. Khoa học không thể lý giải về vùng tam giác quỷ Bermuda, kim tự tháp Giza và Mexico có một vùng thần bí gọi là vùng câm lặng. Ở đây mọi tín hiệu vô tuyến và sóng radio hoàn toàn vô hiệu hóa, không thể nào thâm nhập được trong khu vực này. Đơn giản hơn, khoa học không thể giải mã giấc mơ. Ngay cả việc chúng ta được sống đã là một sự kỳ diệu. Và hiển nhiên khoa học không thể là một phương tiện cứu cánh cho khổ đau, đoạn trừ đi phiền não. Vì khoa học đơn thuần là một tôn giáo cơ bản cho những ai đang trong giai đoạn tin vào ngũ ấm ma của mình. Phật nói trong kinh về không gian đa duy thứ, mỗi chiều không gian là một cõi, ví như chiếc tivi chứa nhiều kênh khác nhau. Người mãi ở một nơi không tin rằng có những vùng biệt lập với thế giới. Có những người không tin vào khả năng khác biệt của con người. Giả dụ có người nhìn thấy được vong linh, người không tin gì cả, chính bản thân họ có thể nhận ra có được thân người ở kiếp sống này đã là một phép màu. Có một video ngắn Khải Toàn được xem trên kênh Ba Chén Cơm. Chú tài xế bảo rằng đứa bé vừa mất không chịu về nhà, vẫn ở trên xe với chú, cùng theo chú trong những chuyến xe chở người hoạn nạn. Lời chia sẻ của chú hoàn toàn không vọng ngữ. Bạn muốn trải nghiệm câu hỏi có ma tồn tại hay không? Hãy thử đến những nơi có nghĩa trang,
đi cùng những chuyến xe chở người hấp hối. Tự bạn cảm nhận được từ trường của người âm ở những vùng này, nơi âm khí rất nặng. Không khó để bạn tự kiểm chứng, trừ khi bạn bảo rằng mình không tin mà lại không dám đến. Vì vậy, việc cúng kiến cho người thế giới bên kia là một sự chia sẻ, cung cấp cho tâm của người cúng, dưỡng nuôi cho vong linh ở cõi trần chưa siêu thoát. Họ cảm mến, họ sẽ trả ơn. Nhưng các vị nên biết, cúng cho ai, việc gì, cúng ở đâu, khấn như thế nào thì cúng ít được nhiều. Vị thầy tâm linh của Khải Toàn đã chia sẻ, vong linh họ cũng có hội nhóm. Người cúng không khai báo cụ thể cho ai khu vực nào ở đâu, nhờ ai chứng giám, nhờ ai giữ giùm, xính lễ cúng ấy không khéo bị cướp mất. Những vong linh trong khu vực không nhận được lại sanh tâm oán hận. Ngay cả việc cúng cho ông bà đã mất, không cụ thể lời cấn thì xính lễ có thể không đến được. Các bạn có thể thử hình dung trong cuộc sống này muốn gửi một món đồ cho ai ở xa, bạn cần những thông tin gì? Có phải là cho ai ở đâu, người gửi là ai, ai sẽ chuyển giùm, có như thế mới đến đúng nơi đúng người. Tóm lại, nếu chưa tìm hiểu việc cúng kiến lại còn sát sanh thì các vị không nên cúng. Các vị có thể khấn nguyện cho họ sớm về cõi lành. Ngày ngày sống lành nghĩ thiện, giữ thân tâm thanh tịnh, không tạo từ trường tiêu cực cho ngôi nhà mình sinh sống. Chẳng phải việc gì phải e sợ hay lo ngại. Người sợ ma ba phần thì ma sợ người bảy phần. Bạn chỉ cần sống thiện lương, kính người kính thiên địa quỷ thần, mọi việc sẽ được an ổn. Tu thiền là tư duy tu, dùng tâm định tĩnh, chỉnh sửa hành vi, tâm bình khí sẽ hòa. Thiền là sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, tìm ra chân tâm, lìa đi vọng tâm. Chân là thật, chân tâm là cái tâm gốc của con người, ví như câu nhân chi sơ tánh bổn thiện. Tánh ban đầu khi sinh ra vốn đã thiện lành, hành thiền để khơi lại cái chân tâm này. Thiền là chém đứt quá khứ, đoạn ác tu thiện, xả ly đi phiền não. Chư vị ngồi thiền đến khi nào không màng đến quá khứ là đã xả ly được phiền não. Thiền là bất khả tư nghị, không thể diễn đạt bằng lời, ví như uống nước nóng lạnh tự mỗi người biết. Chư vị muốn biết cảm giác định trong thiền như thế nào, chỉ cần ngồi xuống tĩnh tọa, hai tay bắt bảo nguyệt ấn, mắt nhắm theo dõi hơi thở. Con người nhìn vật bằng nhục nhãn, thông qua giải ánh sáng rất nhất định, xa hơn thì không thấy, quá gần thì không rõ. Sau đó dùng tâm của mình phân biệt, cái tâm được dạy bởi kiến thức, học thức rất hữu hạn. Giả dụ người biết đọc chữ thì đây là chữ phúc. Nếu bức tranh treo ngược, để ngược họ lại bảo không đúng. Người đã có kiến thức chơi chữ này thì bảo chữ phúc để ngược là phúc đáo, đồng nghĩa với lại phước quay về. Thiền định giúp chư vị có tuệ nhãn, tiêu trừ đi cái tâm phân biệt, nhìn sự việc từ chân tâm, không từ vọng tâm. Chân tâm là cái tâm chánh giác, có công năng thật vi diệu. Một ý khởi, động muôn cảnh giới. Khoa học tính được vận tốc ánh sáng tầm 300.000 km trên một giây, tương đương gần 1 tỷ km trên một giờ. Tuy nhiên, tốc độ của ý niệm còn vượt nhanh hơn gấp vạn lần, lại không lệ thuộc vào vật chất. Chư vị dùng ý niệm của mình khởi một ý thiện hay muốn đến một nơi nào đó, lập tức sẽ đến ngay. Khởi một ý thiện kết nối với chư thiên, một ý khởi tận hư không khắp pháp giới. Có người lại tự hỏi, trước khi sinh ra, ai là ta? Sau khi sinh ra, ta là ai? Vũ trụ này là một thể. Trong ta có tổ tiên của ta, có những DNA của các loài sinh thực vật. Giống như từng tế bào trong cơ thể của ta, tuy khác nhau nhưng chúng là một thể. Một nơi đau thì cả người đau, một người khởi ý bất thiện thì lan tỏa muôn giới sống niệm bất thiện. Buông được xuống tâm phân biệt, ta không là ta, ta là vô ngã. Còn ta tức còn đau, khi ta động niệm, ta
tay ta không còn đau nữa, lập tức chúng sẽ không đau. Chư vị vẫn thường xuyên chuyển trạng thái này, thường xuyên nhưng trong vô thức. Giả dụ đang rất đau đầu hay đang rất đói bụng, nhưng khi nghe tin vợ hay chồng mình mua cho một món quà rất đắt tiền, cơn đau kia lập tức biến mất. Phải chăng cái đau lúc nãy là giả? Chư vị hay thử, hãy lấy một cái kim đâm vào da và vô tình bị kim đâm. Hai cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Vô tình bị đâm là bị động, không có cảm giác sợ hãi. Chưa buông xuống được tất cả thì buông từng phần. Một ý thiện chưa động khắp pháp giới vẫn có thể lan tỏa trong chính ngôi nhà chư vị sinh sống. Khởi vạn ý thiện sẽ chuyển hóa ngôi nhà của mình thành mảnh đất phước. Vì vậy, buông xả được chấp ngã, ta không còn là ta, khởi ý thiện sẽ dễ dàng bắt được từng sóng chư thiên. Sóng tâm chư vị lúc này sẽ động khắp pháp giới. Hành thiền mang lại nhiều ánh sáng, thanh thản mà niềm tin lại gia tăng.